Xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Audio Nam Định. Hôm nay thì em Hoàng xin phép được giới thiệu cho các bác một trong những cái dòng vang có thể nói là khá là đình đám và nổi tiếng. Đó là dòng vang Chipat. Thì trước mắt các bác có thể nhìn thấy cái thương hiệu của nó là DT, có nghĩa là Dream Theater Sound. Đây là một trong những cái thương hiệu cũng rất là lớn và người ta đã đặt hãng Chipat sản xuất ra cho họ một cái model đó là DSP8000D. DSP8000D thực chất ra thì nó là dòng vang Chipat, con này nó ăn phần mềm của Chipat 660. Đấy, anh em nào mà sở hữu con này thì em sẽ gửi cả phần mềm cho anh em đầy đủ luôn. Con này nó là của thương hiệu DT nhá. Họ đặt hãng Chipat sản xuất này. Và cái đặc trưng của hãng Chipat anh em có thể nhìn thấy trước mặt đây là hãng Chipat người ta thiết kế luôn luôn cái nút nguồn. Người ta luôn luôn đặt ở phía trước. Đấy. Để cho anh em có thể thuận tiện khi mà anh em khởi động cái con vang này lên. Đấy, và bên cạnh của nó là thương hiệu Theater. Dream Sound Theater. À, Dream Theater Sound. Đấy. Và đặc biệt con vang này em có thể nhìn thấy rất rõ ở trên đây nó hiển thị là giải mã lên tận 24 bit cho anh em luôn. Giải mã lên tận 24 bit nhá. Đây là các phím enter và tùy chỉnh lên xuống để điều chỉnh trong quá trình mà khi anh em chỉnh music cũng như là mic. Đấy. Và phím của Chipat thì cũng có một cái nét rất là đặc biệt, đó là phím tròn. Và họ luôn luôn thiết kế là phím vô cực để cho anh em xoay và tăng giảm nó một cách rất là từ từ và chậm rãi, nó sẽ không ảnh hưởng khi mà trẻ con lỡ may các cháu vặn nhanh lên thì nó cũng sẽ không, độ lớn nó sẽ không nhanh đến mức mà gây ra chết loa, cháy chét. Đấy, nó là một cái đặc biệt của hãng Chipat. Bên trái của anh em đây là phím mic. Đấy, volume của mic. Và trong cái phím volume của mic này thì anh em có thể tùy chỉnh và điều chỉnh luôn được cái đường mic này, equalizer của mic, bằng cách là anh em ấn vào. Đấy, anh em ấn vào một cái như này, sau đó là mình tùy chỉnh các cái chế độ ở trên đấy. Đấy, bằng cái cách là phím xoay này, hoặc là lên xuống này. Đấy, bên trái này cũng vậy. Bên trái thì nó là music thì anh em cũng ấn vào và để tùy chỉnh rất là dễ dàng. Đấy. Trên đây trước mắt các bác đây là các cái mode của nó, có 4 mode cho anh em. Sau khi anh em chỉnh chọt xong xuôi hết tất cả mọi cái rồi thì anh em có thể lưu lại bằng cách là giữ chặt một trong 4 cái phím này. Đấy, anh em muốn lưu vào mode nào thì anh em sẽ giữ chặt vào phím đấy. Nhưng mà đặc biệt là khi mà em Hoàng gửi cho các bác thì em Hoàng sẽ hỏi về cái cấu hình của anh em và dùng cho không gian bao nhiêu, em Hoàng sẽ setup sẵn cho anh em. Về anh em chỉ việc chơi, kèm với đó là em sẽ gửi theo phần mềm cho các bác. Đấy. Và con này nó có model là DSP8000D. Đấy. Bên trái này anh em có thể nhìn thấy rất rõ là nó hiển thị là cái volume của mic. Đấy, cái độ lớn volume của mic bằng số điện tử luôn anh em nhé, đèn LED. Bên này music nó cũng thế. Ở giữa này là màn hình menu chính này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy một cái con vang người ta thiết kế cũng khá là ok, khá là đẹp để cho anh em dùng cho phân khúc gia đình. Và bên trên này thì em đã quay một con vang ra để cho các bác nhìn về cái phía sau của nó. Phía sau của nó thì nó có 4 cái line này để anh em có thể cắm tín hiệu như kiểu là dạng máy tính. Đấy, internet vào. Đấy, cắm internet vào đây. Đấy là nó có thể bắt được internet này. Đấy, và cái con này là nó có cái jack USB để kết nối với máy tính để anh em có thể setup nó bằng máy tính. Đấy, đây là cái chân để anh em mình cắm dây cáp kết nối vào để anh em kết nối với máy tính. Và đặc biệt con vang này thiết kế cho anh em tới 3 đường mic luôn. 3 đường mic, và đây là cái volume để chỉnh cái độ lớn của mic. Đấy, độ lớn của mic, của đường mic. Đấy, và bên trên này là nó, người ta thiết kế cho anh em đó là cái tín hiệu đầu vào, đó là AUX1 và AUX2. Đấy, AUX1 và AUX2. Tín hiệu đầu ra người ta thiết kế cả jack Canon. Đấy, RL này, Canon này, LR này, hoa sen này. Đấy. Bên trên này là ra loa center này, bên dưới này là ra loa sub này. Đấy, bằng jack hoa sen này. Và đây người ta thiết kế cả jack Canon để ra center cũng như sub luôn. Đấy, rất là tiện lợi để cho anh em sử dụng cho phân khúc gia đình. Đấy, và đây là cái nguồn của nó, người ta thiết kế là nguồn rời. Đặc biệt tất cả những cái dòng vang của hãng Chipat từ trước đến nay em Hoàng làm thì người ta đều thiết kế cho anh em cái nguồn của nó đều là nguồn xung. Đấy, nguồn xung có nghĩa là nguồn auto vol để cho anh em có thể sử dụng trong điều kiện điện yếu cũng như là điện khỏe rất là ok. Anh em không hề phải lo lắng với mức độ điện yếu hay điện khỏe. Dù điện yếu hay điện khỏe thì qua cái nguồn auto vol này nó đều làm cho con vang vẫn hoạt động rất là bình thường. Ví dụ như điện yếu, có những con vang sử dụng nguồn xuyến bình thường nó sẽ bị sập nguồn, nó sẽ bị ngắt ngay lúc đấy. Khi mà anh em làm sự kiện đôi khi nó sẽ bị mất, đấy sẽ gây ra cái hiện tượng rất là khó chịu. Nhưng con vang này dù điện yếu hay điện khỏe nó vẫn hoạt động bình thường, vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh như thế. Cho nên là một cái nét rất là đặc biệt của hãng Chipat là như thế. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em Hoàng nhá. Và dòng vang này thì hôm nay em Hoàng xin phép bán cho các bác với cái mức giá rất là hợp lý thôi. 1.200.000 cho anh em lấy cả hai con. Anh em nào lấy lẻ thì giá sẽ nhỉnh hơn một vài trăm. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em Hoàng nhá. Anh em yêu mến thì nhớ like cho em Hoàng một like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh giúp em Hoàng nhá.
Đấy, một lần nữa thì em Hoàng quay cận cảnh lại cho các bác về cái dòng vang G-Pass này. Có phần mềm đầy đủ cho anh em luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em Hoàng nhá. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.